Đằng sau cánh cửa đóng kín tại Tòa Thánh Vatican, chiều nay các Hồng Y sẽ bỏ phiếu với nhận thức rằng 1 tỷ tín đồ Công giáo trên khắp thế giới đang theo dõi và chờ đợi. Đây là lần thứ 75 mật nghị Hồng Y được tổ chức để bầu ra tân giáo hoàng, một thủ tục được tiến hành tại Sistine Chapel bên dưới bức tranh tường nổi tiếng trên trần của danh họa Ý Michelangelo miêu tả ngày phán xét cuối cùng. Tại đây, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn cho 115 vị Hồng Y có quyền bầu chọn, những người sẽ tuyên thệ giữ bí mật các thủ tục và quá trình bầu chọn này. Quý vị bước tới bàn thờ để bỏ phiếu của mình vào một chiếc bình lớn và nói: "Tôi cầu nguyện Đức Chúa Trời, người phán quyết của tôi, hãy chứng giám việc tôi bầu chọn cho người mà tôi coi là xứng đáng." Nói câu đó quả là một điều hãi hùng đấy chứ. Nếu tôi bỏ phiếu vì một động cơ không đúng, thì có nghĩa tôi tự đem lại sự nguyền rủa cho chính mình. Đối với tôi, đó chính là giây phút thiêng liêng, cũng là hãi hùng nhất. Tất cả những người có tiếp xúc với các Hồng Y trong thời gian diễn ra mật nghị cũng đều phải thề giữ bí mật. Từ các nhân viên y tế, tới các thầy tu, những người nghe lời thú tội và nhân viên làm việc tại nơi các Hồng Y ngủ lại trong thời gian mật nghị. Người được bầu chọn sẽ mặc trang phục của một vị giáo hoàng. 3 bộ trang phục với 3 cỡ nhỏ, nhỡ và lớn đã được chuẩn bị sẵn. Áo choàng của giáo hoàng gồm 33 chiếc khuy bằng bạc, mỗi chiếc nhắc nhở tới 1 năm trong cuộc đời của Đức Chúa Giêsu. Trên mái nhà của Sistine Chapel, một chiếc ống khói được dựng lên và từ đây người ta sẽ nhìn thấy khói trắng bay ra, báo hiệu việc bầu chọn một tân giáo hoàng đã hoàn tất. Và từ ban công phủ rèm đỏ ở chính giữa thánh đường St. Peter's, vị giáo hoàng kế tiếp sẽ được công bố trước toàn thế giới.